Hello, welcome to me channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đam mê câu cá của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi chua thơm chiên câu cá trôi, chép, rô phi, mề dinh, cá chê, hiệu quả dễ làm nha các bạn. Thì vào gần đây, khoảng một tháng gần đây mình đã làm bài mồi này, mình đã đi test thử và lên rất là nhiều cá trôi, chép, rô phi, mề dinh và cá chê. Thì cũng có rất nhiều bạn xem video của mình á, yêu cầu mình làm cái bài mồi này và chia sẻ lại cho tất cả mọi người. Thì dạo gần đây về công việc nó áp lực quá, mình không có nhiều thời gian để mà làm video. Nói chung là một tháng á, mình ra tối thiểu là 5 hoặc 6 cái video là nhiều nhất rồi, không thì khoảng 4 cái thôi. Tại vì mình không có nhiều thời gian mà đi câu cá cho mọi người xem. Nói chung là ngày hôm nay mình cũng làm về cũng khá là mệt, nhưng mà ngày hôm nay mình cũng cố gắng mình làm một cái video của cái bài mồi này để cho các bạn phải chờ lâu, các bạn yêu cầu hoài mình cũng thấy khó chịu, nên ngày hôm nay mình quyết định mình làm bài mồi này chia sẻ lại các bạn cho thật là 100%. Nhưng mà mình nói trước nha, cái bài mồi này nó tốn tiền lắm á, nó tốn tới 100-200 ngàn lận, cho có rẻ đâu, cho 1-2 ký mồi tốn tới 200 ngàn lận đó, chứ không phải rẻ như mồi bình thường. Tại vì mồi này là mình cũng tự mình chế ra, rồi mình thử cái nguyên liệu trộn lại rồi thử chế trải nghiệm ra. Ai ngờ đâu lần đầu tiên mình làm thử nó lên cá, mình thấy nó ok, nó hiệu quả quá. Nên ngày mình đi mình câu luôn, kệ nó tốn tiền xíu cũng không sao mà lên được cá. Nói chung lại là một phần nó cũng hên xui nữa các bạn nha. Do cái hồ đó như thế nào đó, thời tiết và khí hậu nó có ổn định hay không đó, tỷ lệ lên cá nó cũng hên xui đó, tại vì câu tự nhiên mà, chứ không phải là câu ở hồ dịch vụ. Hồ dụ thì không nói rồi, hồ dụ thì chắc chắn là 100% các bạn sẽ dùng tinh mùi, nhưng mình không. Cái mồi này của mình á, có thể ăn được mà mồi, tại vì mồi này tự nhiên nha các bạn đó. Nói chung lại là đây giới thiệu các bạn, đây là con bé nhà mình mới đẻ được 6 con, ba trai ba gái, rất là xinh, y chang nghe nói luôn, đây thui dễ thương các bạn nè, nè con bé nhà mình nè đó. Mỗi lần mình đi làm về nó cũng bướng víu lấy mình hết trơn á, mừng á, vì nhớ nó, tại vì lúc nào mình tới mình rất là thoải mái, mình thấy nó xích mình không thay đồ nghiệp lắm, mình thả liền nè đó. Lúc nào mình về cũng đúng thật sự, ở nhà mình chỉ có mình, có một mình nó là chờ mình thôi, chứ hiện tại giờ mình đâu có người yêu đâu, cũng đâu có ai yêu mình đâu, tại vì mình không có tán ai hết, tại vì không có đúng đối tượng. Tại vì nhà mình nghèo mà, lấy gì nuôi ai. Ok, không sầm xí đú nói chuyện nhọng do với các bạn nữa, mình đi thẳng vào vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái những cái nguyên liệu để làm các bạn mồi chua thơm chiên câu cá trôi, chép, rô phi, mề dinh, cá chê, hiệu quả với là tốn khá là nhiều tiền nha các bạn. Ok, đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái thao rất là to như thế này nha các bạn. Các bạn chuẩn bị mình một cái kéo, đây là cám cá, cám cho cá kiển, đây cá coi đồ nè đó. Một gói này chỉ có 500g thôi mà giá của nó là 50k cho một gói này, rất là đắt tiền nha các bạn, hãy cân nhắc trước khi làm video nha, làm mồi nha các bạn. Các bạn cắt ra đó, cho ít thôi, không cần cho nhiều đó, cho một tí cho mình đủ câu thôi. Cám nó có hai màu nha, màu đỏ và màu nâu đen này đó đó. Mồi rất là đắt tiền nha các bạn. Đây là cái xê sủi chanh, hương chanh càng chua càng tốt để tạo của ta cái độ chua tự nhiên 100%. Các bạn cho mình 10 viên
cái ống này nó rất là khó mở nha các bạn. Đó, đây. 10 viên. 2 4 6 8 10. Đó, 10 viên cái xe sủi chanh. Tạo hương chanh tự nhiên nha các bạn. Còn đây. Đây là cái xe sủi cam. Một ống nó chỉ có 20k một ống. Đó. Có chỗ bán rẻ hơn 15k hoặc 16k một ống cái này. Cho mình là một ống luôn, 20 viên. 20 viên cái xe sủi cam. Đó. 20 viên. 20 viên nha các bạn. 20 viên nha. Một ống nó có 20 viên mà cho hết 20 viên luôn. Còn cái xe sủi chanh này thì cho 10 viên thôi. Chua vừa. Đây, nguyên liệu tiếp theo. Cám gà con, tạo đồ tơi, thức ăn cho gà. Đây, cho mình 5 chén. Đủ làm mồi, đủ câu lăn xê. Cho 4 cần lăn xê cho 1 ngày. 2 chén, 3 chén, 4 chén. Thôi, cho 4 chén thôi. Cho nhiều quá nó lạc mồi, nó không có đủ chất. Đó. Giờ mình sẽ trộn cái phần này lên trước nè. Đó. Mồi này là đậm đặc là 100% luôn á. Đó. Cái phần này á bây giờ á mình xay nhuyễn nó ra. Đó. Đi câu á thì các bạn phối thêm trứng vịt và cái D1 này nè. Đó. Là câu thôi. Đó. Chúng lại là mấy cái viên này á các bạn bẻ đôi nó ra. Tí nữa mình cho vô máy xay á, mình xay nó dễ. Chứ để nguyên viên vậy á, cái máy xay nó chịu không nổi đâu. Nó cứng ngắc à. Cứng lắm nè. Mình bẻ rất là khó nó mới bẻ ra. Nha các bạn. Đó. Bẻ ra. Bẻ hết ra. Cái mồi này nó chỉ có 4 nguyên liệu luôn các bạn. Cám gà rồi, cám cá rồi, xê sủi và cái D1 cộng thêm trứng nữa thì cho nó đi 5 nguyên liệu. Mồi này tốn khá là nhiều tiền nha các bạn. Nó cân nhắc trước khi làm nha. Mất công các bạn làm rồi các bạn câu lên được cá rồi các bạn móm rồi các bạn quay lại các bạn lại chửi mình nữa, khổ thì mình buồn lắm. Thì nói chung lại là ở đầu video thì mình cũng đã nói rồi. Cái bài mồi này nó tốn tiền lắm, nó tốn rất là đắt tiền, tốn có nhiều tiền lắm. Mình sợ các bạn làm theo rồi các bạn có không định được cá thì các bạn lại buồn thôi, chứ không gì hết. Đó lý do lý do tại sao mà lâu lắm rồi mình không có qua làm và quay hướng dẫn những cái chi tiết, những cái thành phần mà mình đã làm mà lên được cá. Mất công chỗ các bạn không phù hợp nữa thì không lên được cá nữa thì mình rất là buồn cho các bạn và các bạn sẽ không được vui. Các bạn sẽ nhàm chán, các bạn sẽ không thích. Đó, thì hôm nay sau nhiều lần hôm nay thì mình cũng quyết định mình làm để cái chủ nhật này tới chiều 7 này mình đi câu và câu thử làm tiếp cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình sẽ xay nhuyễn ra hoặc là cho ít cái D1 này vô cũng được, cho nửa gói thôi, D1 thôi, tạo cái hương dâu. Nó có đầy đủ mồi nha các bạn. Có cái độ tanh nè, độ chua nè, độ tơi nè và độ hương dâu nè. Đó, gọi là mùi chua thơm. Khi trộn vào đồ nó có ta cái mùi chua thơm. Đó, một tí đi một thôi, tạo hương dâu thôi. Để mình cho đi một nhiều quá vô á, nó sẽ làm cho bị nó mất mùi, mất hết mùi vị kia thì lúc đó các bạn câu không được cá, các bạn lại buồn nữa. Mình cũng không vui. Đây, mùi này là mùi đậm đặc luôn nè, rất kỳ đặc luôn. Đó. Đây. Ok. Bây giờ sẽ đến phần xay nhuyễn ra nha các bạn. Đây, giới thiệu các bạn, đây là cái máy xay cám của mình. Đó, mình thường làm clip và xay cám hàng ngày để mà quay cho mọi người xem nè. Cái máy xay cám này mình mua có đây cũng được 2 năm rồi. À, giá mà lúc mình mua là 2,2 triệu.
Thì bây giờ giá như thế nào mình không biết. Cũng lâu rồi cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình về về cái chiếc máy xay cám này. Thì mình đặt hàng trước nha. Mình đặt cọc cho người ta trước là 50% số tiền là mình mua 2 triệu 2 là mình đặt cọc trước là 1 triệu. Khi mình nhận được máy là mình đưa nốt cái phần còn lại nha. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà hỏi về cái máy xay này á, thì các bạn có thể không biết giờ nó còn bán không nữa. Mình không có chắc chắn là 100% cho cái máy này còn bán nha các bạn. Thôi, giờ thẳng vấn đề luôn mình giờ mình sẽ xay nhuyễn này ra cho mọi người xem. Đó, khi mua nó tặng thêm cái quặng nè. Đó, các bạn bật bật máy lên. Đó. Mình sẽ chỉnh cái độ mịn nha các bạn. Càng mịn luôn. Càng mịn càng tốt để cho mà lúc các bạn mà thích mà câu đài cũng được, thích câu lăn xê cũng được. Câu cái cách nào cũng được đó. Chứ mà hạt to quá rồi các bạn nói bạn câu lăn xê thôi, câu câu đài không được thì cũng không được vui. Đó mình chỉnh cái độ mình thích cỡ rồi đó, để mà câu đài cũng được, câu lăn xê cũng được, hai cái luôn. Giờ là cho cái phần cám vô thôi. Đó, xay rất là lẹ cho các bạn, rất là mịn là màng màng luôn. Mình quay cận cảnh lại cho mọi người xem. Xay rất là mịn cho các bạn, thấy không? Đó. Xay rất là mịn luôn. Gần hết rồi nha đó các bạn ạ. Ai hết rồi nha các bạn, tắt máy hoàn thành đã xong đó, đây xong rồi đó. Các bạn dùng cái muỗng hay là cái gì đó các bạn trộn cho nó đều đều lên ra tí nha các bạn. Đây các bạn dùng cái muỗng nè, các bạn đào cho nó bằng bạn đảo cho nó đều đi đó. Cái mồi này của mình nó rất là thích hợp cho các bạn mà câu đài nha các bạn, câu đơn đài mà các bạn muốn bắt cá trôi, cá chép á, cá rô phi hoặc là cái mì dinh hoặc là cá chê đó, rất là hiệu quả nha. Ok nha, mồi rất là mịn luôn các bạn, xay rất là mịn luôn đó nè, không như bột gì đó, nó ok. Hoàn thành cái xong cái xay, bỏ vào trong cái túi cái bịch vuốt này nữa là hoàn thành xong cái mồi chua thơm chiên câu cá trôi chép rô phi mè dinh cá chê, hiệu quả dễ đề dễ làm đó. Và mình đã thử nghiệm và lên rất là nhiều cá từ cái mồi này các bạn. Khi các bạn mà xay xong rồi á, nó cho ta một cái mùi gọi là mùi chua thơm,
chua chua có sở thử tự nhiên, có hương vị hăng hăng tự nhiên luôn. Mùi này thì cá mè nó không khoái đâu. Có nhiều bạn mình làm lên á, bạn nói mùi này cá mè nó khoái lắm, nhưng mà không, cá mè mùi này cá mè nó không khoái đâu, tại vì đâu có ủ chua đâu, chua tự nhiên mà, trừ khi là cái hồ đó nó nhiều cá mè quá rồi á, nên nó mới ăn thôi. Mà nó ăn thì mình không có bắt, chủ yếu là mình câu cá trôi chép mà, trừ phi mà dinh cá tre mà, mình đâu có mè chi, có cá mè nhiều quá nó nhàm chán lắm, nhiều bạn không thích cá mè, mình cũng không có vui. Đó. Nói chung là tóm tắt lại là xây xong rồi, mồi này chưa được hai ký mồi, đủ câu lăng xê cho đủ câu lăng xê 2 cần, 2-3 cần, câu đài thì thoải mái luôn cả ngày không hết. Ok, hoàn thành xong cái mồi này, hoàn thành xong cái bài mồi chua thơm. Bị mồi này giờ mình đi cắt kỹ lắm, không để cho mấy con chuột nó tới nó cắn, nó phá cái bệnh mồi đâu, cái bệnh luôn đó. Ok nha các bạn, thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn xong cái bài mồi chua thơm, chiên câu cá trôi chép, trù phi mè dinh cá chê, hiệu quả dễ làm này của mình nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái video này của mình, các bạn hãy ấn cho mình cho Trinh một like nha, và nhớ chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho channel đam mê câu cá của mình nha các bạn. Chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá khủng từ chính cái bài mồi chua thơm này của mình, và có một ngày xem video vui vẻ, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye bye.